Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 24 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Dâng hương tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Công tác chuẩn bị trước ngày giao quân. Chợ đầu mối thúc đẩy sản xuất tiêu thụ nông sản cho nông dân. Khám phá bí quyết đại thọ của 4 anh em trai trên 100 tuổi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Dự lễ dâng hương có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Toàn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh, quê ngoại của đại danh y, cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong và ngoài tỉnh. Với lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, tấm gương tiêu biểu của người thầy thuốc hết lòng vì người bệnh, đồng thời cùng ôn lại cuộc đời thân thế sự nghiệp của đại danh y. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, là một đại danh y, nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc ta. Hải Thượng Lãn Ông đã để lại cho thế hệ sau kho di sản đồ sộ và quý giá về y học, văn học, lịch sử, triết học như bộ Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, bộ Thượng Kinh Kế Sự. Đã thành thông lệ, rằm tháng giêng hàng năm, ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh cùng những người công tác trong ngành y tế lại tề tựu về dự lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao to lớn của vị đại danh y, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. Đây cũng là nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Hôm nay chúng tôi đại diện cho lãnh đạo và nhân dân huyện Hương Sơn rất là xúc động và cảm kích khi được ra quê nội để dâng hương tưởng niệm kỷ niệm ngày mất của đại danh y. Thì đây là những cái động lực rất to lớn để nhân dân chúng ta tiếp tục phát huy cái truyền thống kế thừa những giá trị tốt đẹp của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại, làm động lực to lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của huyện Yên Mỹ nói riêng cùng với huyện Hương Sơn. Chúng tôi là hậu duệ thì uống nước phải nhớ nguồn, hàng năm bận gì thì bận, cái ngày dâng hương là chúng tôi đến thắp hương tưởng nhớ cụ, như học được một phần nhỏ thì nếu đã chữa bệnh cho ai là phải tâm huyết. Với phong cách sống giản dị, giàu lòng nhân ái, với những đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học của nhân loại, tháng 11 năm 2023, đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh. Đây là một sự ghi nhận to lớn đối với những công lao, đóng góp, cống hiến của ông cho nền y học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới. Và lần xã tôi cũng đã thành lập cái ban tổ chức lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác năm 2024, phân công thành lập 4 cái tiểu ban, các đồng chí đã tiểu ban cũng đã họp, đã phân công các đồng chí trong các cái thành viên của ban của mình về công tác chuẩn bị và cũng đã xây dựng cái kế hoạch các cái vị trí nơi đón tiếp khách. Cùng với nghi lễ dâng hương tưởng niệm, lễ hội Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác diễn ra từ ngày 14 đến ngày 15 tháng Giêng với hoạt động nghệ thuật như hát quan họ, viết thư pháp, chơi cờ tướng hay tham quan các gian trưng bày thuốc đông y, đã giúp không khí lễ hội càng thêm đông vui, nhộn nhịp. Lễ hội đã thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương tham dự, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Truyền thống đó trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người dân xã Liêu Xá nói riêng và nhân dân Hưng Yên nói chung. Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn đến dâng hương tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác và kỷ niệm ngày truyền thống y dược học cổ truyền Việt Nam. Tại lễ dâng hương, đoàn thành kính tưởng nhớ công lao và những giá trị mà đại danh y để lại cho hậu thế, những di sản về y đức, y đạo, y thuật của đại danh y trở thành cẩm nang cho nền y dược học Việt Nam. Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác không những là một nhà y dược học vĩ đại đã góp phần to lớn xây dựng nền y học dân tộc nước nhà, mà ông còn là nhà thơ, nhà văn tài hoa, nhà tư tưởng tiến bộ, thấm nhuần tinh thần nhân đạo sâu sắc.
Cuộc đời và sự nghiệp của ông được kết tinh bởi tri thức uyên thâm, tư tưởng tiến bộ, đạo đức trong sáng, thể hiện qua những tác phẩm đồ sộ mà giá trị còn mãi đến ngày nay. Sau khi mất, ông được nhân dân và giới y học cả nước suy tôn là bậc y thánh của Việt Nam. Các thành viên trong đoàn Nguyện Hứa sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị mà đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lý Hữu Trác đã để lại, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 25 tháng 2, hơn 2.000 thanh niên ưu tú của tỉnh Hưng Yên sẽ chính thức lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân, để ngày sau nhận quân tiện tà trang trọng, an toàn. Đến chiều nay, các địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị trang trí khánh tiết nơi tổ chức buổi lễ, sẵn sàng cho ngày hội tòng quân. Ngay từ đầu giờ sáng, dù trời mưa, sân bãi lầy lội, song ban chỉ huy quân sự huyện Khoái Châu vẫn đang rất nỗ lực huy động lực lượng phương tiện, chuẩn bị các phương án phục vụ cho buổi giao nhận quân diễn ra trong buổi sáng mai. Không khí rất khẩn trương với quyết tâm, trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào cũng vẫn đảm bảo trang trọng đầy đủ, cùng với đó có kế hoạch bảo vệ an ninh an toàn chú đáo cho tân binh cũng như người đến đưa tiễn. Trường hợp trời mưa, công tác tổ chức ngắn gọn nhưng đảm bảo đầy đủ nội dung, nghi thức đúng quy định của ngày hội tòng quân. Để đảm bảo cho công tác giao quân ngày mai để được trọn vẹn và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, thì ban chỉ huy huyện Khoái Châu có cái hai phương án. Phương án thứ nhất là phương án ở ngoài trời, nếu như thời tiết nó mưa to thì chúng tôi nó có phương án thứ hai là trong nhà thi đấu. Cả hai nơi trang trí là cơ bản như nhau. Đến chiều ngày 24 tháng 2, các địa phương đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị nơi tổ chức lễ giao nhận quân. Tất cả đều được trang trí rực rỡ cờ hoa, băng rôn biểu ngữ, động viên các thanh niên, tạo khí thế cho ngày hội tòng quân. Phía trong khán đài được trang trí khánh tiết với đầy đủ nghi thức như chống hội tòng quân, cầu vinh quang. Cùng với việc hoàn thiện ở khu vực sân bãi, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phối hợp chặt chẽ với công an và các xã thị trấn bảo vệ trên các cái trục và tuyến đường khu vực giao quân và các cái tuyến đường mà xe của các đơn vị về nhận quân để cơ động. Trực tiếp đến kiểm tra chỉ đạo, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự các địa phương cùng với việc hoàn thành sớm việc trang trí các điểm giao nhận quân cần có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh an toàn cả trong và ngoài khu vực diễn ra buổi lễ. Đồng thời, bố trí vị trí và khoảng cách cụ thể cho những người đưa tiễn tân binh, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xe chở tân binh xuất phát lên đường. Triển khai cho Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã tổ chức làm công tác chuẩn bị đúng nghi lễ của quân đội quy định, tổ chức buổi lễ thật long trọng, an toàn và đúng quy định để đảm bảo làm sao trong cái buổi lễ giao nhận quân có đầy đủ cấp ủy chính quyền địa phương nhưng cũng có bà con nhân dân đại diện các gia đình quân nhân để dự cùng buổi lễ để tạo khí thế tốt đẹp. Năm 2024, Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ, trong đó có 256 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân, được giao cho 4 đầu mối là Bộ Tư lệnh Lăng, Quân đoàn 12, Tổng cục 2, Quân khu 3 và Bộ Công an. Đến thời điểm này, công tác hiệp đồng giao nhận tân binh cũng đã được các đầu mối hoàn tất, các địa điểm tổ chức đã hoàn tất, sẵn sàng cho buổi lễ giao nhận quân diễn ra trang trọng, an toàn, đúng quy định, với khí thế của ngày hội tòng quân. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng thế kỷ thứ 17-18, phố Hiến Hưng Yên là một đô thị càng tấp nập của các hoạt động công thương nghiệp ở đàng ngoài, một tiểu Tràng An phát triển rực rỡ chỉ sau kinh thành Thăng Long. Trải qua nhiều suy thịnh và biến đổi của tự nhiên, phố Hiến không còn giữ được vị thế như trước, song những di tích lịch sử, đình đền chùa cổ kính được bảo tồn gần như nguyên vẹn đến ngày nay vẫn là điểm tham quan thu hút du khách thập phương, nhất là trong dịp tổ chức lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến tới đây. Điểm độc đáo là các di tích trong quần thể di tích đặc biệt phố Hiến Hưng Yên đã thể hiện đầy đủ các triều đại từ Đinh, Lý, Trần, Hậu, Lê, Nguyễn. Trong mỗi triều đại đều có những công trình văn hóa kiến trúc mang dấu ấn độc đáo của thời đó như đền Mây thời Đinh, chùa Hiến thời Lý, đền Kim Đằng thời Lê, đền Thiên Hậu thời Hậu Lê, đền Trần, đền Mẫu thời Nguyễn.
trên một cái không gian có diện tích là khoảng 5 cây số vuông như thế mà có đến hơn 150 di tích như phố Hiến, thì đấy là cái đặc trưng của sự phong phú, mật tập, tập trung về mặt số lượng mà rất ít nơi có thể có được. Bên cạnh đó, vẻ đẹp của các công trình trong quần thể di tích phố Hiến còn là sự kết tinh và giao thoa giữa phong cách kiến trúc thuần Việt, kiến trúc Trung Hoa và kiến trúc theo kiểu phương Tây. Những kiến trúc tôn giáo của người Việt gồm nhiều loại hình như đền chùa, đình miếu, trong đó có đền Trần thờ tướng quân Trần Hưng Đạo, đền Mây thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ, đền thờ bà Lê Bạch Nương hay còn gọi là bà Chúa Kho thời Lê Hy Tông, chùa Chuông, chùa Hiến. Người Hoa sinh sống ở phố Hiến cũng để lại nhiều công trình kiến trúc tôn giáo như võ miếu, đền Mẫu, đền Thiên Hậu. Đền bà Thiên Hậu hoàn toàn là Trung Hoa, nhưng mà ở trong cái nghi môn của cái đền này, chúng ta thấy rõ ràng là cái chạm trổ ở trên nghi môn ấy có những con rồng với cái đao mác là sản phẩm của Việt Nam. Trong số 16 di tích đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt phố Hiến, điển hình phải kể đến văn miếu Xích Đằng, một trong 6 văn miếu còn tồn tại cho đến ngày nay của đất nước và là một trong 2 văn miếu lâu đời nhất cả nước sau văn miếu Quốc Tử Giám. Chùa Chuông có tam quan cổ kính với 3 tầng lầu lộng lẫy, hệ thống tượng Phật độc đáo đẹp mắt, cây cầu đá xanh 3 nhịp được xây dựng từ năm 1702. Đặc biệt là đền Mẫu với cảnh quan đẹp, phía trước là mặt hồ Bán Nguyệt trong xanh. Trong sân có cây cổ thụ gồm 3 cây đa xanh si, có niên đại gần 700 năm tuổi, đan quấn vào nhau, tạo thế chân kiềng vững chắc bao trùm toàn bộ ngôi đền, tạo nên vẻ linh thiêng kỳ bí. Xuôi một chút về phía nam là phố Hiến cổ với cụm di tích đình chùa Hiến, Đông Đô Quảng Hội. Tại đây còn lưu giữ nhiều tượng và hiện vật quý, có 2 tấm bia đá ghi lại tư liệu về quá trình tụ cư của thương cảng phố Hiến. Bên cạnh đó là cây nhãn tổ, tương truyền đây là cây quý mã đẹp quả to cùi dày, hương vị thơm ngon đặc sắc được dùng để tiên vua, và còn nhiều di tích khác với những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc có sức thu hút du khách. Em cảm thấy di tích phố Hiến mình rất là đẹp và thiêng. Em cũng được biết là vào cuối tuần tới ở đây có lễ hội văn hóa dân gian phố Hiến. Em rất là háo hức nên em sẽ cố gắng thu xếp để em sẽ về đây dự lễ hội. Với quần thể di tích lịch sử văn hóa có mật độ lớn đa dạng, phố Hiến hình thành hệ thống các lễ hội văn hóa dân gian truyền thống phong phú. Lễ hội sẽ được khai mạc vào tối ngày 29 tháng 2, tức ngày 20 tháng Giêng âm lịch, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp. Phố Hiến tinh hoa hội tụ và phát triển chắc chắn sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng mỗi du khách. Thưa quý vị, không chỉ là nơi trung chuyển giao thương hàng hóa mà các chợ đầu mối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn là kênh tiêu thụ hiệu quả sản phẩm nông sản cho bà con nông dân, góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Gia đình bà Hà Thị Tự trồng 3 sào rau màu các loại. Nếu như trước đây phải chờ tiểu thương đến mua mới thu hoạch, thì nay nhờ có chợ đầu mối nông sản Trần Cao, sản phẩm thu hoạch đến đâu, bà mang ra chợ bán ngay đến đó. Chợ đầu mối này rất là gần, chúng tôi đi chợ rất là thuận lợi. Bán nhiều thì hết nhiều, bán ít thì hết ít. Chợ đầu mối nông sản Trần Cao có trên 200 gian hàng, trong đó có trên 20 gian hàng được bày bán sản phẩm nông sản, gồm các loại rau củ quả của nông dân các địa phương Minh Tân, Tống Phan, Phan Sảo Nam. Mỗi ngày có hàng chục tấn sản phẩm nông sản được tiêu thụ tại chợ. Chợ đầu mối nông sản Trần Cao chúng tôi đã có hơn 20 năm nay. Bà con quanh khu vực huyện Phù Cừ và những vùng lân cận mang hàng hóa nông sản đến tiêu thụ. Ban quản lý chợ chúng tôi tạo điều kiện cho tất cả bà con là không thu cái phí gì ngoài cái phí vệ sinh. Với gần một mẫu chuyên trồng rau màu, mỗi năm gia đình ông Nguyễn Văn Hải cung cấp ra thị trường hàng chục tấn sản phẩm các loại, nhưng chưa khi nào gia đình ông gặp khó khăn trong việc tiêu thụ, bởi thu hoạch đến đâu gia đình mang ra chợ đầu mối bán luôn đến đó. Chúng tôi chủ yếu là mang lên chợ Sông Hồng đầu mối để bán cho các tiểu thương, thì các tiểu thương lại chuyên chở đi mọi nơi để bán. Trên địa bàn tỉnh hiện có chợ đầu mối Trần Cao, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, chợ đầu mối Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khói Châu và chợ đầu mối Sông Hồng, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ.
đã và đang là cầu nối tiêu thụ nông sản của bà con nông dân trong và ngoài địa bàn, đảm bảo nguồn cung hàng hóa cho thị trường, từ đó thúc đẩy phát triển nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân. Thưa quý vị, đã sống gần tròn một thế kỷ ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng cả bốn anh em trai cụ Nguyễn Ngọc Sao, thôn Hoàng Trải, xã Mễ Sở, huyện Phan Sang vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, vẫn dạy bảo con cháu những điều hay lẽ phải. Bí quyết sống của các cụ lại đơn giản, chỉ là sử dụng thức ăn tự cung tự cấp, luôn lạc quan, chăm tập thể dục, tinh thần thoải mái. Tôi nhớ quê tôi rất nhãn đồng, có đền Đồng Tử với Tiên Dung, biên rồng sông Nhị phủ sa đỏ, mở hội đầu xuân cả một vùng. Về thôn Hoàng Trạch, xã Mễ Sở, hỏi thăm gia đình nhà cụ Giao, không ai là không biết. Thôn Hoàng Trạch không thiếu người sống thọ trên 80-90 tuổi, nhưng việc cả bốn anh em trong một gia đình đều sống thọ trên 90 tuổi là điều hiếm có. Cụ Nguyễn Ngọc Quỳnh là anh cả, năm nay đã 102 tuổi. Cụ Nguyễn Ngọc Giao là thứ hai, năm nay đã 98 tuổi. Thứ ba là cụ Nguyễn Ngọc Hoàn, cũng đã 95 tuổi, và cụ út là cụ Nguyễn Ngọc Can, 92 tuổi. Ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng mắt các cụ rất sáng, trí tuệ minh mẫn, da dẻ hồng hào. Dù tuổi cao, nhưng mọi sinh hoạt cá nhân các cụ vẫn tự làm, chứ phải nhờ đến con cháu. Sinh trưởng trong gia đình thuần nông, gắn bó với nông nghiệp, sau này lập nghiệp ở những ngành nghề khác nhau, nhưng các cụ luôn tâm niệm phải yêu lao động, không có bí quyết sống thọ nào ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống thanh đạm, thể dục hàng ngày, rèn luyện trí nhớ bằng cách đọc sách báo, làm thơ, tìm hiểu lịch sử. Tôi nhớ quê tôi những buổi chiều khi tà sương xuống bóng che siêu, nhớ con đê trải xanh màu cỏ, nhớ những đêm trăng tiếng sáo diều. Vẫn còn trí nhớ, vẫn còn minh mẫn như thế. Chúng tôi biết ơn là cái âm lịch của tổ tiên để lại cho các cụ tôi sinh được có bốn anh em chúng tôi thôi. Thì tới bây giờ là vẫn đều khỏe mạnh và vẫn minh mẫn cả. Thế thì không, chúng tôi không có bí quyết gì, chỉ có mỗi cái là cứ mỗi buổi tối là tôi đi một nghìn bước xung quanh nhà. Thế còn ăn thì cũng được khoảng trên 20 lao lai, tôi không ăn nhiều. Tôi ăn một bát rau xong và sau tôi mới ăn một linh cơm. Mình sống nó lại vui vẻ, không có cái oán hận ai, không có giận hờn với ai cả. Tư tưởng nó thanh thản thì tất nhiên mình không bị tật là mình khỏe thôi. Trong ăn uống sinh hoạt không có gì lạ, nhưng theo cụ Can, cả bốn anh em cụ đều rất thích uống trà. Phải chăng đây là bí quyết giúp các cụ sống thọ, sống khỏe? Tôi ngày nào tôi cũng xách rau, cũng cuốc rau, cuốc vườn làm đất. Tôi trồng đủ rau ăn, cung cấp các cháu. Mà thấy được khỏe ra, đừng có lao động quá sức thôi, nhưng mà phải lao động. Thứ hai ấy, là phải lao động trí óc, nghĩa là phải làm thơ mà phải suy nghĩ, còn hoạt động xã hội chứ không có nó sẽ lẫn và sẽ ngủ. Các cụ vẫn nhớ rõ mình có bao nhiêu đứa cháu, đứa chắt. Riêng gia đình nhà cụ Giao, cụ có 9 người con, 20 cháu, 28 chắt và 2 chút. Hiện nay ba anh em cụ Giao sống cùng trên địa bàn xã Mễ Sở, riêng cụ Can sống tại Hà Nội. Mỗi khi gia đình có dịp, các cụ lại tập trung trò chuyện hàn huyên, dạy bảo con cháu điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Các cụ lại dạy các câu, ở có đức thì mặc sức là ao, ra là phải có tâm. Không những là đối với gia đình, đối với xã hội, mình là một tế bào của xã hội. Thế nếu mà gia đình mình tốt thì xã hội tốt. Anh phải có cái lòng, tức là thương yêu nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Thì thấy bốn cụ thọ là mình cứ hành nguyện theo thế thôi. Cứ ăn vừa đủ, ngủ đủ giấc. Thế rồi là từ bi. Mang cái tâm từ bi, không sân hận, không thù hận, đố kỵ. Cụ nhà mình không một ngày nào là không đọc một quyển sách. Từ đức hạnh và những cái gương của các cụ, bốn cụ thì mình cũng đọc. Thì mình càng ngày mình thấy càng hiểu biết hơn. Thế từ đó thì mình có cái ăn ở riêng của gia đình nhà mình. Bí quyết sống thọ của bốn anh em cụ Giao có lẽ không gì khác, chính là lối sống lành mạnh, lạc quan, yêu đời và sự chăm sóc xung vầy bên con cháu. Một mùa xuân mới lại đến, mong các cụ có thêm thật nhiều sức khỏe để tiếp tục trở thành điểm tựa tinh thần, sống vui khỏe bên các con, các cháu.
Trong hai ngày 21 và 22 tháng 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức giải bóng bàn cán bộ lãnh đạo quản lý và vô địch các nhóm tuổi tỉnh Hưng Yên năm 2024. Tham gia tranh tài có 23 đơn vị là các câu lạc bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh với 215 vận động viên. Ở giải cán bộ lãnh đạo quản lý, các vận động viên thi đấu theo đối tượng A gồm lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo cấp huyện, ban giám đốc các công ty nhà nước, các tập đoàn. Và đối tượng B gồm trưởng phó các phòng và các chức vụ tương đương cấp sở, lãnh đạo các phòng, ban cấp huyện và tương đương. Các vận động viên thi đấu theo nội dung đơn nam và đôi nam, chia theo các nhóm tuổi. Ở giải vô địch các nhóm tuổi, các vận động viên tham gia theo các đơn vị huyện, thành phố, thị xã và được chia theo 6 nhóm tuổi. Nội dung thi đấu gồm đồng đội nam, đơn nữ, đôi nam nữ. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao huy chương cho các vận động viên xuất sắc ở từng nội dung thi đấu của từng nhóm tuổi. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích cao, trong đó giải nhất toàn đoàn thuộc về huyện Văn Giang với 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Giải nhì toàn đoàn thuộc về thành phố Hưng Yên với 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.